cái chất bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường, chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81, còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản, là quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản ở dưới, có ở dưới như Japan là Japan là cộng 81, quý vị ấn 080 681 7 3 9 7 10. Đấy, nó ra viết phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhá. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong, cảm ơn quý vị. Xin chào quý anh chị và chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay thì có một số anh và một số cô chú có Viết Phú quay lại một vài cái đồng hồ có lắc ấy, có lắc thôi. Ở cái khu vực phía trước Viết Phú đi quay đồng hồ một lượt, đồng hồ đeo tường ấy, đây là cái đồng hồ đeo tường. Thì mấy cái đồng quay quay này thì các con chú không bảo quay lại. Như cái này nó có 4 miếng này thì nó đến giờ nó sẽ 4 miếng này sẽ tách nó thành cái bông hoa kiểu vậy. Cái này thì là giống cái trên này. Ở trên này thì cũng cũng đã mua về Việt Nam một cái rồi đấy. Cái này giá niêm yết ở đây là 1 triệu một man 5 400, tương đương khoảng tầm 3 triệu 2 đấy ở bên này nha quý vị. Hàng sale với phố thì cũng giá tương đương với như vậy luôn, về Việt Nam luôn, đỡ rất là nhiều. Vì cái hộp này nó to này, cái đồng hồ nó to ấy. Khi người ta đóng hàng vào hộp mới của nó, xốp các xung quanh to thì ví dụ nó 2 cân, nhưng người về vận chuyển người ta sẽ tính thêm kích thước cồng kềnh, thành ra là 4 cân. Đấy, 4 cân nó mất hơn 800 nghìn rồi. Đấy, nghĩa là cái đồng hồ sale bên này chỉ hơn 2 triệu một chút thôi. Mà trong khi giá thực tế là nó phải 3 triệu 2 hơn đấy. Đây, có cái đồng hồ quả lắc này. Màu này là màu dạ gỗ của Seiko White Symphony. Đấy. Mã nói AM là 257B. Giá em biết 3 triệu này, cả thuế. Đấy, còn cái này sale không nào thì cái khu cũng chưa biết, tại vì phải về kiểm tra hãng trên web của người ta nữa. Em người ta có sale mã này không? Đó, đây là một mã. Còn mấy cái mã này thì cái phố không quay nữa, thì quay một quả lắc thôi. Đây, Seiko luôn. Đã nên biết cái này là phải hơn 2 triệu. Giá sale nó thì em sẽ tra sau. Mã là AM259 này. Đấy, quay lên cho quý vị anh chị của chú cùng xem. Waste funny. Màu này thì màu hơi nâu nâu, bên ngoài thì màu bạc. Viết Phú không ưng cái màu này lắm. Bên trong này có gắn đá ở 4 cái chỗ có quả lắc nha quý vị. Trên này có một con ray thêm đẹp này. Đấy. 4MN25528 RH03 này. Giá nên biết là khoảng tầm 1 triệu 6 nhá, ở bên này nhá. Vận chuyển bên con này về nó mất tầm 3-400 nghìn đấy. Vận chuyển đến lúc con đắt lắm quý vị ạ. Còn nhiều lúc cứ thấy hàng bên này nó rẻ nhưng mà mua về Việt Nam thì nó vẫn giá vẫn cao chứ cũng không rẻ đâu. Nó có thể là nó tương đương với hàng Việt Nam người ta bán. Đấy, có những số hàng nó kiểu loa đài thì quý vị hãy xem biết là những cái nó còn đắt hơn hàng Việt Nam nhiều. Hàng bãi Việt Nam về rẻ hơn. Đấy, con màu trắng ấy. Con này nó có 2 màu quý vị, có một màu nữa ở đây nhưng mà ta không trên đây. Hôm kia mấy con đẹp ghê. Con này cũng đẹp. Nó lắc liên tục luôn. Ở dưới này là một con Seiko KX504WK. Này thì có một anh đã đặt hàng với Phú rồi. Đã về Việt Nam rồi, đã gửi vào cho anh trong Hồ Chí Minh rồi đấy. Mã nói như vậy. Anh ấy thích màu thuần túy như vậy, nó đẹp. Đây, con này cũng giống như thế, nó bé hơn một chút này. Đấy, giá cũng tương đương nhau ấy nhỉ. Còn bên kia gấp đôi con này chứ. Rồi như anh đặt con này này. Về Việt Nam rơi vào tầm độ 1 triệu 9 gì đó. Giá bên này rơi tầm 1 triệu 6. Sell được ở tầm mấy trăm. Đây là mấy đồng hồ Seiko bình thường thôi. Lướt lên một lượt cho quý vị cùng xem nhé.
Cái này còn có đồng hồ điện tử bên dưới đo tháng đo ngày luôn này. Mặt cái mặt ngày đấy là tháng ngày ấy. À, nhiệt độ phần trăm bao nhiêu độ ẩm luôn, rất là tiện. Giá hơn 2 triệu niêm yết, có xem hay không thì em cũng chưa biết được. Đồng hồ này cũng chỉnh sóng, định chỉnh giờ qua sóng radio. Rồi, cái này cũng vậy, có ngày tháng và nhiệt độ độ ẩm luôn. Đẹp đẹp với chứ, rẻ nhỉ, hơn chưa đầy 1,5 triệu, 1,4 triệu gì đó. Rồi em đi ra xem mấy cái đồ bồn nước cho một số anh chị có khoản cái vòi nước gật gù á, cái sẽ nhân tiện em lướt qua đây em quay luôn nó cùng đóng của cái siêu thị này. À, đây siêu thị, cái đồng hồ Seiko Disney Time này có hình con chuột cái kỳ đấy. Đây là cái quả lắc cuối cùng ở cái dãy này, rất là đơn giản mà rất là đẹp. Cũng là Disney có hai con chuột Mickey hai bên. À, điều chỉnh sóng ở đây thì không thấy ghi điều chỉnh sóng radio hay không. Chịu tự động chỉnh sóng radio hay không, chỉ chỉnh bằng tay tiêu thì phải. Bên này rất là nhiều cái đồng hồ con đồng hồ radio, rồi rất là đồng hồ Ritim Citizen luôn, Seiko dạ quang xanh này, rất là nhiều cái điện. Để em sẽ đi lại một vòng, lại rất hơi nhanh một chút quý vị ạ. Này có rất là nhiều đồ. Đấy, em quay cho quý vị xem một vài con đồng hồ quả lắc nó đang có ở đây. Thì để quý vị có thể tham khảo, vì nhiều anh chị cô chú cũng hỏi đồng hồ quả lắc cho Cương. Đấy, thì em quay lại một chút nhân tiện này để cho quý vị chị có thể chọn được cái mẫu mình ưng, màu sắc rồi giá rổ thì em sẽ báo thêm khi trao trên web ấy. Trên web thì người ta có thể là có thêm màu khác của kia. Ở đây thì người ta trưng những cái người ta có sẵn thôi sao. Đấy, thì em xin chân thành cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ cái Phú. Nói trên, cảm ơn, hẹn gặp lại.